người học Phật, ban đêm đừng ngủ trần truồng. Người học Phật, ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc quần áo, tâm thường như đối trước Phật. Thức ăn ngon đến đâu đưa nữa, chỉ ăn đến 8-9 phần. Hễ ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ác phải xì hơi. Lên niệm Phật đường, mùi hôi thối đó xông sực đến tam bảo, tương lai ác sanh làm giòi trong hầm phân. Tùy tiện khạc đàm, hỉ mũi, là chuyện tổn phước lớn lắm. Đức Phật thanh tịnh, chẳng những trong điện đường, chẳng được khạc nhổ, hỉ mũi, mà ngay cả trên mặt đất sạch, phía ngoài điện đường cũng chẳng nên. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm, nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên, bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm những tâm hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, lợi người, lợi vật đều thường gìn giữ, hễ sức làm được bèn sốt sắng làm. Chẳng thể làm, thì tâm cũng thường nghĩ đến điều đó. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiên ác, khuyên người giữ dạng luân thường, khuyên người tu phước. Làm việc tốt lành là tích cực làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh em, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm khi tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám, các Phật sự đều phải thân tâm cung kính. Người học Phật, ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc quần áo, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đưa nữa, chỉ ăn đến 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn mười mấy phần, ác tặng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế, nhất định bị đoạn thọ. Hễ ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ác phải trung tiện. Chuyện trung tiện là chuyện tệ hại nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính. Như thắp hương, chẳng qua để biểu lộ tấm lòng, chứ xét rốt ráo ra, chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều, giải trung tiện hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối đó xông sực tam bảo, tương lai ác sẽ sanh làm loài giòi trong hầm phân. Chẳng ăn quá mức, sẽ chẳng phóng trung tiện. Nếu như dùng chất lạnh, cảm thấy không được ổn, hễ vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi, lại quay vào. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kềm lại, chưa đầy một khắc nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói, chẳng phóng ra sẽ thành bệnh. Lời lẽ này còn nặng tội hơn, chuyện phóng trung tiện, dặn phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật, chưa nhắc đến sự này, có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh, lại không tham ăn, không có chuyện này, cho nên không nói đến. Nếu có, chắc hẳn Phật phải nói. Chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ việc phóng, đấy chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Khổng Tử dùng tư cách của bậc thánh nhân, triệu kiến bậc quốc quân, vua một nước. Phàm phu khi sắp lên điện, ở dưới thềm còn chẳng dám thở mạnh,
huống chi lúc đã vào điện gặp mặt vua. Vì thế, Sách Luận Ngữ chép: Giết Tề Thăng Đường, cốt cung như giả, bình khí tự bất tức giả. Nâng giặc án lên điện, khom mình như thế đó, nín hơi như không thở. Giết nghĩa là nâng, Tề nghĩa là giặc án, cốt nghĩa là vốn công, bình nghĩa là giấu kín, tức nghĩa là hơi thở từ trong mũi. Khổng Tử triều kiến vua, lúc sắp lên điện, trước hết đi khom mình. Do khom mình nên giặc án trước dài hơn, cho nên phải nâng hai mép giặc án lên, cách mặt đất khoảng chừng một thước, mới chẳng đến nỗi đạt lên án, dấp ngã, thất lễ. Nghiêm túc đến cùng cực, cho nên hơi thở trong mũi tự hồi chẳng thoát ra. Hãy thử xem ngài kiên dè đến mức độ nào. Người đời nay so với Khổng Tử kém xa lắm, dù khi đó so với Phật lại kém thật xa nữa. Phóng trung tiện, so với thở ra lại càng khác xa lắm. Im lặng suy nghĩ khác gì đại địa, chẳng có chốn dung thân, há chẳng cực lực lưu tâm sao? Chúng ta là nghiệp lực phàm phu, ở trong Phật điện của bậc thánh trung thánh, thiên trung thiên, thánh của các thánh, trời của các trời, nơi có đủ tam bảo, sao dám chẳng kiềm chế mặc tình trung tiện sao? Tội lỗi đó lớn nhất, không gì sánh bằng. Có lắm kẻ do chẳng xem nhiều trước thuật của cổ đức, nên tưởng là cổ đức không nói đến. Chẳng biết cổ đức nói rất khéo, gọi đó là tiết hạ khí, tức là hơi rỉ ra từ bên dưới. Họ cũng chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì, chẳng thèm để ý. 3-40 năm trước, quan thường nói đến chuyện này. Sao thử hỏi lại, người ta chẳng biết là chuyện gì, do vậy, tốt nhất cứ nói thẳng là trung tiện. Trong tuồng hát, hễ chửi người khác nói buông tuồng, bèn nói: Lời ngươi nói như thả rắm. Phàm có chuyện gì kinh sợ, đều chẳng dám thở mạnh, làm sao còn đánh trung tiện được? Do buông tuồng không kiên dè, nên mới trung tiện. Chớ có nói, nhắc đến chuyện trung tiện, nghe không nhã. Thật ra, tôi vì muốn tạo cách cứu người, khỏi bị làm dòi trong hầm phân. Sáng dậy và lúc đại tiểu tiện xong, phải rửa tay. Phàm sờ lên thân, mò xuống chân, đều phải rửa tay. Những tháng mùa hạ, ống quần, chới buông thùng thình, phải bó lại. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi, là chuyện tổn phước lớn lắm. Đức Phật thanh tịnh, chẳng những trong điện đường, chẳng được khạc nhổ, hỉ mũi, mà ngay cả trên khoảng đất sạch, phía ngoài điện đường, cũng chẳng nên khạc nhổ, xỉ mũi. Nhổ trên đất sạch, sẽ tạo thành vẻ dơ bẩn. Có kẻ luôn tuồn chẳng kiên dè, khạc bừa ra đất, hay khạc lên vách trong phòng. Một gian phòng đẹp đẽ mà khắp đất, đầy tường, toàn là đàm. Kẻ đó khạc đàm để ra vẻ hống hách, lâu ngày thành bệnh. Hằng ngày thường khạc, tinh hoa của đồ ăn thức uống đều biến thành đàm hết. Nếu chịu nuốt đàm xuống, lâu dần không còn đàm nữa, đấy là cách hay nhất để dùng đàm diệt đàm. Nếu chẳng thể nuốt xuống, nên bỏ một cái khăn lau đàm trong tay áo, khạc lên đó xong lại bỏ vào trong tay áo. Cách này cũng vừa mệt người lại không sạch sẽ, chẳng bằng nuốt xuống, vừa không mệt người, vừa chẳng ô uế, lại vĩnh viễn không bị bệnh đàm. Đây là cách hay nhất để trị bệnh đàm. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật, phải chí thành. Nếu lúc nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện căn phát hiện, chớ nên để thường xảy ra như thế. Nếu không, sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, chớ nên hoan hỷ quá mức.
nếu không, chắc hẳn bị ma quan hỉ dừa. Lúc niệm Phật, mí mắt nên rũ xuống, chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức, đến nỗi tâm quả bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh, ngứa đầu, đau đầu. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Niệm lớn tiếng thì chẳng được cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi, hễ lần chuỗi thì ngón tay động nên tâm chẳng định được, lâu ngày ác thành bệnh. Xem kinh luận và các loại sách vở chớ nên vội vã. Phải xem nhiều lần, xem gấp rút sẽ chẳng thể ngưng lặng được, khó lòng thấu đạt ý chỉ. Kẻ hậu sinh hơi thông minh, được một bộ kinh sách, bèn quên ăn bỏ ngủ để xem, coi một lần là xong liền. Lần thứ hai, không còn hứng thú xem nữa. Dù có xem, cũng giống như vẻ mất hồn ngơ ngẩn. Những loại người này đều chẳng thể thành tựu. Hãy nên tận lực ngăn ngừa. Tô Đông Pha nói, cựu thư bất ý ấn, bách hồi độc, thuộc độc thâm tư, tử tự tri. Nghĩa là sách cũ trăm lần xem chẳng chán, đọc kỹ, nghĩ sâu ác tự biết. Bài viết trích từ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng. Xin thường niệm A Di Đà Phật.